Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu váy hai dây cho bé. Với cái phần thắt lưng ở đây có trang trí hai cục bông như thế này. Phần chân váy có viền màu trắng, ở phần cổ và cái phần hai dây mình có viền màu trắng lại. Mặt sau có gắn nút điều chỉnh ở hai cái dây vai và ở đây cũng có gắn thêm hạt nút để điều chỉnh vào cái phần ngực của bé. Thì dụng cụ gồm có len miêu cotton kim móc mình dùng kim móc 4.0 mm kéo cắt len kim đánh dấu nếu các bạn không có kim đánh dấu các bạn có thể dùng màu len khác nhau để đánh dấu vào mũi móc hai cục bông dùng để trang trí cho phần thắt lưng và các cái hạt nút bây giờ mình sẽ dùng màu ca móc phần thân váy đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này các bạn móc lên cho mình 83 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi móc được một dây móc xích dài 83 mũi như thế này, các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc thứ 83 một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho đến cuối hàng, mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng các bạn móc tiếp cho mình lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng mình được hai hàng móc như thế này các bạn tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc các bạn làm tương tự giống cái hàng móc này cho mình đối với các cái size lớn hơn các bạn móc thêm cho mình 2 đến 3 hàng móc nữa tương tự giống như cái hàng móc mình vừa móc bây giờ mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Sau khi móc đến cuối hàng mình được 3 hàng móc như thế này. Các bạn móc vào cái đầu móc bên kia cho mình. Cái đầu móc này các bạn đếm vô cho mình 3 mũi móc. 1 2 3 Các bạn đâm kim qua cái chân móc thứ tư cho mình, móc vào đây cho mình một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc vừa móc mũi dời, móc một mũi kép đơn, Chân móc kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến đầu dây phía bên này, các bạn cũng chưa ra cho mình 3 mũi móc ở đây. Các bạn móc đến chân móc này cho mình. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở ba cái chân móc cuối cùng này mình sẽ gộp ba cái chân móc này và ba cái chân móc mà mình để dư ở cái đoạn dây đầu tiên các bạn chọc đôi lại cho mình sau đó đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng ngoài này các bạn đâm kim vào đây sau đó đâm kim vào cái chân móc thứ ba ở phía bên trong đâm kim vào móc vào đây cho mình móc qua hai cái chân móc này một mũi kép đơn tiếp tục chân móc kế bên các bạn cũng đâm kim vào cái chân móc ở phía ngoài và cái chân móc ở phía trong của hai hàng móc. Các bạn đâm kim vào và móc cho mình một mũi kép đơn vào hai cái chân móc này. Chân còn lại các bạn cũng làm tương tự cho mình đâm kim vào hai chân móc ở mặt trước và mặt sau, sau đó móc vào đây một mũi kép đơn. như vậy ta đã gộp được hai hàng móc thành một hàng để tạo cái phần cài nút ở đây các bạn tiếp tục móc vào cái chân kế bên một mũi dời móc vào chân này một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại móc cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng thì sau khi móc đến cuối hàng các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này móc vào đây một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Thì ở các hàng móc tiếp theo các bạn cũng móc cho mình tương tự giống như cái hàng móc mà mình vừa móc. Móc tiếp các cái hàng móc cho đến khi chiều dài của cái phần thân này vừa từ cái phần ngực cho đến cái phần eo của bé. Làm tương tự như cái hàng móc này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng và móc thêm các cái hàng móc nữa cho mình. Tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc Ở đây mình đã hoàn tất được chín hàng móc như thế này. Mỗi hàng móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì cái chiều dài này đã vừa đến cái phần eo của bé. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần ở dưới này. Các bạn móc vào cái chân móc kế bên này cho mình, móc vào đây một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần này. Các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên cho mình một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến cuối hàng. Thì sau khi móc các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng ở đây, các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái phần chân váy ở đây. Các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên cho mình một mũi kép đơn. Chân bên cạnh móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Chân kế tiếp móc một mũi kép đơn vào chân móc này. Chân bên cạnh móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Như vậy là mình đã được các cái cụm chân móc gồm có một mũi kép đơn xen kẽ với hai mũi kép đơn cùng chân như thế này. Các bạn cứ móc cho mình các cái cụm này tương tự như vậy cho đến cuối hàng. Cũng móc xen kẽ cho mình các cái cụm này. Chân kế bên là một mũi kép đơn. Chân bên cạnh là hai mũi kép đơn cùng chân. móc tương tự các cái cụm này cho mình cho đến cuối hàng. Thì ở cái phần chân váy này, các bạn có thể phối các cái màu khác nhau vào cái chân váy này. Ở đây mình có show cho các bạn xem những cái mẫu mà mình đã làm. Phần thân váy và phần chân váy có hai màu khác nhau như thế này. Các bạn có thể phối thêm chữ hoặc thêm các cái họa tiết khác nhau vào cái váy. Sau khi móc các cái cụm chân móc như thế này, móc cho đến cuối hàng thì các bạn móc tiếp vào cái chân móc kế bên này, móc vào cái chân móc này cho mình một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Ở cái hàng đầu tiên của phần chân váy mình đã thêm các cái mũi móc như thế này. Tùy vào sở thích của mỗi người, các bạn có thể tăng cho mình thêm mũi ở cái hàng móc này nữa hoặc là tăng như thế này cũng được để cho cái phần chân váy nó có cái độ rộng ra. bây giờ mình sẽ tiến hành móc các cái hàng móc tiếp theo các bạn móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho mình các cái chân móc này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc cho mình cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự như vậy cho đến cuối hàng Thì sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng như thế này, các bạn móc vào cái chân kế bên này, móc vào đây cho mình một mũi dời. lên hai mũi móc xích. Ở hàng đầu tiên thì mình đã tạo được cái độ rộng của chân váy. Bây giờ các cái hàng móc tiếp theo các bạn sẽ móc tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà mình vừa móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự các cái chân móc này cho đến cuối hàng. Ở các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự giống như cái hàng móc này móc thêm cho mình các cái hàng móc nữa tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng Ở đây mình đã móc thêm được các cái hàng móc giống như cái hàng móc thứ hai của cái chân váy. Thì cái chiều dài này đã vừa đến cái đầu gối của bé. Các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc ở bên cạnh này. Móc vào cái chân móc này cho mình một mũi dời. Sau đó lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần chân váy này. Mình sẽ dùng len màu trắng để viền lại cái phần chân váy này. Các bạn đâm kim qua cái chân móc mà mình móc buổi dời cuối cùng ở cái phần chân váy. Đâm kim qua đây cho mình. Sau đó móc và kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái chân móc đầu tiên bên này. Móc vào đây cho mình một mũi đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi đơn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại móc cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi móc các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên bên này móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len các bạn giấu cái sợi len thừa này vào mặt trong của váy bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần dây vai ở đây sau khi giấu len vào trong cái mũi móc như thế này các bạn lật lại cái mặt sau của váy ở cái phần cài nút ở đây, cái phần cài nút này các bạn canh cho mình cái phần này vào chính giữa của váy. Vào chính giữa như thế này, sau đó các bạn lật mặt trước lại cho mình. Các bạn canh cho mình một đoạn vừa với cái phần cổ của bé, sau đó dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình vào hai cái mũi móc. Như thế này, bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc dây ở hai cái điểm mà mình đánh dấu này các bạn tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi lên dài để thành một nút ở cái điểm đánh dấu đầu tiên bên này cái điểm này các bạn đâm kim vào cái chân móc kế bên của cái chân móc mà mình có cái kim đánh dấu này đâm kim vào đây cho mình tháo kim đánh dấu ra các bạn dùng kim đâm vào cái nút mà mình vừa tạo sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục móc lên cho mình thêm 29 mũi móc xích nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau khi móc lên 30 mũi móc xích như thế này, ta đã tạo được một sợi dây ở ngang vai của bé như thế này. Các bạn tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và móc vào cái chân móc thứ 30 một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến cuối hàng. sau khi móc sợi dây cho đến cuối hàng như thế này ở cái chân móc mà mình gắn kim đánh dấu lúc ban đầu các bạn bỏ qua cái chân móc này cho mình bỏ qua chân móc này và móc vào cái chân kế bên một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích kéo và cắt len tương tự cái phần dây ở phía bên này các bạn cũng tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút cũng đâm kim vào cái chân móc sát cái chân móc mà mình đánh dấu là cái chân móc này các bạn đâm kim qua chân móc này tháo kim đánh dấu ra sau đó dùng kim kéo nút qua cái chân móc từ nút này móc lên 30 mũi móc xích các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái dây vai ở phía bên này cũng móc các cái mũi kép đơn như thế này móc cho đến cuối ở cái điểm này các bạn cũng bỏ qua cái chân móc mà mình cài kim đánh dấu và móc vào cái chân kế bên một mũi dời tương tự giống như cái phần dây vai ở phía bên này Sau khi tạo được một sợi dây bằng với cái sợi dây ban đầu, các bạn cũng bỏ qua cái chân móc mà mình đánh dấu này, bỏ qua đây và móc vào cái chân móc kế bên một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại tất cả các cái mũi móc này. Các bạn dùng len màu trắng để viền lại ta bắt đầu viền cái hàng móc lại ở mặt sau của váy đâm kim qua cái chân móc đầu tiên này đâm kim qua đây cho mình sau đó móc và kéo len qua chân móc móc lên một mũi móc xích móc vào chân móc vừa móc một mũi móc đơn chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng một mũi móc đơn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi móc đơn móc cho đến cái đầu dây phía bên này cho mình móc cho đến cái điểm này mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cái phần dây quai các bạn móc tiếp vào cái chân móc kế bên là cái chân móc đầu tiên của cái phần dây quai này là cái chân móc này móc vào đây cho mình một mũi móc đơn chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Sau khi móc các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng, ở cái chân móc cuối cùng này, là cái chân móc này, các bạn móc tiếp thêm cho mình vào đây một mũi móc đơn nữa. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc vừa móc hai mũi móc đơn nữa. Tiếp tục móc qua cái chân móc kế bên, là cái chân móc này. Cái chân móc này móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn. Tiếp tục một mũi móc xích và móc vào chân vừa móc hai mũi móc đơn nữa móc vào chân kế bên một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn như vậy là ở phần đầu dây ta đã tạo được hai cái góc vuông như thế này hai cái góc vuông ở đây hai góc vuông như thế này các bạn tiếp tục móc vào các cái chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng Sau khi móc đến cuối hàng, như thế này, các bạn tiếp tục móc vào cái chân kế bên là cái chân này, cái chân kế bên này, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Tương tự chân bên cạnh cũng một mũi móc đơn. Chân kế bên một mũi móc đơn. Làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cái điểm bên này các bạn cũng viền giống như là cái phần dây vai ở phía bên này viền cho mình ở đầu dây phía bên này bên đối diện các bạn cũng làm cho mình tương tự giống như cái phần dây vai ở phía bên này cũng móc cho mình hai cái góc vuông như thế này móc tương tự ở đầu dây bên này móc đến cái chân móc phía này cho mình mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến chân móc cuối cùng của phần dây vai còn lại như thế này ở đầu dây phía trên này mình cũng tạo ra hai cái góc vuông như thế này các bạn tiếp tục móc vào cái chân kế bên ở phần dưới này móc vào cái chân kế bên này cho mình là cái chân này móc vào đây một mũi móc đơn tiếp tục chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng đến cái điểm bên này Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Tiến hành giấu cái phần len thừa này vào mặt trong của váy. Sau khi giấu len vào trong mũi móc như thế này, các bạn tiến hành may cho mình một hạt nút ở đây may vào để mình cài điều chỉnh cho cái phần ngực của bé ở hai bên của phần cài nút chính giữa cũng may cho mình hai hạt nút ở đây để cài cái phần dây quay lại cài lại cho mình như thế này để điều chỉnh cho vừa với cái phần thân của bé sau đó móc thêm cho mình một sợi dây móc xích như thế này để luồn vào cái phần eo của váy ở hai đầu của sợi dây có gắn thêm hai cục bông màu đen như thế này. Thì ở hai cái đầu dây này nếu không làm cục bông thì các bạn cũng có thể làm tua ru để cái phần váy nó thêm xinh xắn hơn. Như vậy là mình đã hoàn thành được một mẫu váy hai dây như thế này. Chúc các bạn thành công.